Chỉ với tầm tiền 375 triệu anh chịu các bạn ha, một chiếc Mazda 2 phiên bản sedan sản xuất năm 2015, đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào mình đăng ký biển số ở thành phố Sài Gòn á thì mình đỡ tốn luôn cái tiền biển số 20 triệu đồng nha. Chỉ có 375 triệu thôi anh chị các bạn nha. Chiếc xe này đi Tết thì cực kỳ đúng bài luôn rồi. Đăng kiểm của xe là mình còn đến tháng 5 năm 2024, đường bộ của xe thì còn đến tháng 11 năm 2023, mình đỡ được một khúc luôn anh chị các bạn nha. Xe thì đã được trang bị sẵn luôn cho mình là cái dán phim cách nhiệt chống nóng toàn bộ kính xe rồi nè. Cái tay nắm cửa thì cũng đã được dán chống trầy nên mình yên tâm ha. Rồi mâm xe nè, cùng em xem qua nhé. 2015 mà tới bây giờ mà xe hầu như anh chị thấy nha, rất là ít thì xước. Điều đó chứng tỏ là chủ này đi cũng rất là kỹ đó chứ không phải là không đâu nha anh chị các bạn. Lớp xe này còn gì cui luôn nè nhé. Đấy, đã được thay mới luôn cho mình cái lớp này luôn rồi nè. Nhà phiên bản này là phiên bản sedan anh chị các bạn nhé. Mazda 2 có hai bản sedan và bản hatchback. Chiếc này bên em đang chào bán đó là bản hay bản sedan sản xuất năm 2015 nha. Đây ở phía sau xe nè chị, những cái này thì do hao mòn tự nhiên thì chắc chắn là mình không tránh khỏi được rồi, này chỉ bị chày xước thôi này anh chị nhìn thấy nha. Cái đai ốc nè, keo chỉ của xe nha còn rất là liền lạc luôn. Xe nó điều đó chứng tỏ là xe của mình ha, không có bị đâm đụng hay là tai nạn mà ảnh hưởng tới khung gầm kết cấu của xe nha, rất là liền lạc các mối nối anh chị các bạn nha. Còn rất là em cận cảnh luôn, còn rất là liền lạc nhá. Đây bánh dự phòng này vẫn còn nha, bộ đồ nghề vẫn còn đầy đủ hết anh chị các bạn nha. Một chiếc xe 7 năm tuổi nha, biển số đăng ký thành phố Ninh Bình 79, khá là đẹp á. Rồi cùng em xem qua cái khoang lái bên trong anh chị nhé. Trời cũng dễ thương luôn. Ok nha, nội thất ở bên trong đây, nội thất là màu đen, màu này thì sạch sẽ khỏi nói luôn rồi nha. Các nút bóng này còn rất là mới, các mối nối này, bút xe này nha, còn mới nguyên nha anh chị các bạn. Thì tất cả những chiếc xe mà bên AutoSài Gòn bên em bán ra sẽ cam kết cho anh chị luôn là bằng văn bản hay là xe không bị đâm đụng nặng ha, ảnh hưởng tới khung gầm, động cơ, kết cấu của xe nha. Về pháp lý thì xe sẽ đủ điều kiện để mình mua bán và sang tên nên chị mình hoàn toàn yên tâm nha. Rồi hôm nay cùng em xem qua cái phần đồng hồ ô đo của xe này. Đấy anh chị ha, 73.598 cây một chiếc xe 7 năm tuổi. Thì tới đây là 2022 thì dị chi một năm thì chỉ cách chỉ đi cũng tầm khoảng 10.000. Màn hình DVD của xe nha, các nút bấm này anh chị thấy nha, vẫn còn mới nguyên luôn á nha. Đó, rất là ít sử dụng luôn, một năm đi 10.000 thì tính ra quá ít rồi anh chị các bạn ơi nha. Cái tay này, đây cần số em xem nha, anh chị thể thấy nha, cái bộ vòng mòn của nó rất là ít luôn đấy anh chị các bạn. Nội thất màu đen, màu này thì đi sạch sẽ rồi. Ở phía sau xe này rất là rộng rãi nha. Những cái chi tiết này thì chắc chắn mình không thể tránh khỏi được, chiếc xe mình là 7 năm tuổi rồi nha. Nó hơi tối để quay bên kia qua cho sáng hơn. Này. Đây chị các bạn nha. Đó, em trọng cảnh luôn cái bộ ghế nha. Xe của mình em bán có như thế nào thì em sẽ để nguyên lại như vậy luôn nha anh chị, mình hoàn toàn mình yên tâm nha. Đó. Còn mua về nếu mà anh chị không thích thì mình có thể thay được thành cái bộ ghế simili khác, thì giá nó dao động tầm khoảng này từ 3 đến 5 triệu thôi, cũng sẽ tùy vào cái chất liệu của mình làm ha anh chị nha. Rất là đẹp. Okay. À khóa sẽ còn rất là mới. Anh chị các bạn thân mến nhé, chiếc xe Mazda 2 phiên bản sedan 1.5 sản xuất năm 2015, đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, xe đi 70.000 cây. Auto Sài Gòn bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Các anh chị các bạn yêu thích chiếc xe này có thể liên hệ với em qua số hotline 0937003355 nha. Em sẽ gửi chi tiết luôn thông tin xe cộng với lại giấy tờ hồ sơ để anh chị mình cùng kiểm tra. Và bên em hiện tại cũng đang có nhu cầu là mua vào những cái xe qua sử dụng á của tất cả các thương hiệu ha, xe Nhật, Hàn, Mỹ, Đức đó, bên em sẽ thu hết nha, bảo lãnh giải chấp luôn cả những xe đang còn vay vốn của ngân hàng. Thì do đó thì rất mong anh chị mình ủng hộ bên em khi mà mình có muốn mua bán, trao đổi nào cần tư vấn về xe qua sử dụng nha. Rồi em xin phép được kết thúc video tại đây, hẹn anh chị ở những chiếc video kế tiếp. Em xin chào.